Review cho quý vị một ngôi nhà diện tích 50m² hướng nhà là hướng Tây Bắc, ô tô vào tận cửa, với thiết kế của ngôi nhà xây dựng là 3 tầng rưỡi, rất là hợp lý và diện tích rộng, sân cổng riêng, thực tế như ở trên video rất là hiếm nha quý vị. Nói xin trân trọng gửi tới quý vị một ngôi nhà vị trí thuộc Đại Thành, Quốc Oai, với căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết. Theo đúng như hiện trạng là quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Kia là đường ô tô tránh, đây ô tô vào tận cửa. Thiết kế hướng nhà là hướng Tây Bắc, nhà xây mới, với vị trí ngôi nhà này gần với gì ạ? Giáp với địa phận Hoài Đức, Yên Nghĩa, giáp với khu đô thị Đô Nghĩa gần trường đại học Phenica. Tính từ vị trí ngôi nhà này ra tới trường đại học Phenica khoảng tầm 4,5 km, giá rẻ hơn 2 tỷ mà sổ đỏ chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế, giá bán là đã sang tên và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Sân cổng riêng thực tế, để xe máy ở bên ngoài đây quý vị nhé. Với cái cổng này thì thiết kế là cổng sắt mỹ thuật, sơn tĩnh điện rất là đẹp. Vào cái phần sân riêng đây, để được 4-5 cái xe máy. Đây, diện tích đất ở tận đây, để cho quý vị ở đây là khu vực trồng hoa, rất là hợp lý. Rồi là nếu như quý vị có thiết kế để xe ở ngoài rửa ráy xe cộ đây, thì ở đây là có đầu chờ nước mọi người nhé. Này, cửa ngách thông thoáng, một căn nhà siêu phẩm, sân cổng riêng, giá rẻ hợp lý. Mời theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này nhé. Đây là phần mặt tiền của ngôi nhà, cửa chính. Thiết kế cho quý vị hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa cuốn điện, bên trong là cửa kính cường lực. Và đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Phần hoàn thiện cơ bản là đã xong hết 100%, theo đúng như hiện trạng là dọn đồ về ở ngay, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ, cửa sổ thông thoáng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, quý vị nào đang hợp hướng Tây Bắc thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này, chỉ còn duy nhất một căn thôi. Cửa ngách hướng ra phần ngõ, đây là phần không gian phòng bếp. Đây mọi người ạ. Ồ, siêu thoáng, một căn nhà siêu nhiều ánh sáng, nhiều cửa sổ, không khí thoáng đãng. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 ngay bên cạnh nhà, gần ủy ban nhân dân này, cũng như là gần với trạm y tế, chợ trường, phường trạm đầy đủ. Không gian phòng bếp của ngôi nhà được hoàn thiện xong hết cho quý vị, đầy đủ tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, cũng như phụ kiện bếp lắp đặt toàn bộ chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa lắp đặt xong hết cho quý vị thực tế đây. Xung quanh bếp, ốp kính ốp bếp, mặt bếp, ốp đá granite, thiết kế xong xuôi. Về ở ngay, sáng mua, chiều về ở, sổ sẵn sàng, giao dịch trong ngày. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 70-80% giá trị của ngôi nhà sau khi ngân hàng định giá quý vị nhé. Tất cả các cửa sổ này, cửa ngách này thiết kế là nhôm sinh pha 5 năm. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng cho quý vị. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, máy bơm. Công năng sử dụng hài hòa, hợp lý. Một căn nhà diện tích rộng, thoáng cả nhà và đất mà giá bán chỉ có hơn 2 tỷ. Quá là hợp lý, quá là rẻ. Sổ sách chuẩn chỉnh, bao phí thuế sang tên. Quý vị hoàn toàn yên tâm khi mà ngân hàng cho vay hỗ trợ thì chắc chắn là ngân hàng sẽ phải check về mặt pháp lý rồi, cho nên là quý vị yên tâm nhé. Ở đây cả một cái cụm này có 7 căn thì bán 5 căn rồi, chỉ còn có 2 căn thôi. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị ở đây là gỗ mặt bậc của bậc cầu thang, ốp đá granite. Và Ngọc Anh đã review cụ thể đường, hướng, vị trí cho quý vị và thiết kế tầng 1 như thế nào rồi. Mời quý vị đừng rời mắt khỏi video để xem đến cuối video xem căn nhà hơn 2 tỷ diện tích rộng như thế thiết kế có thực sự là hợp lý hay không. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Phòng ngủ rất là rộng, rất là vuông vắn mọi người nhé. Đây, đây là phần phòng ngủ của phần tầng 2. Cửa sổ thông thoáng. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Trên phía tầng 2, chủ nhà thiết kế gạch màu khác hoàn toàn so với tầng 1 cho quý vị. Gạch màu vân đá, màu vàng rất là sạch. Hệ thống trần thạch cao lắp đặt xong hết. Đây là phần phòng ngủ, phía ra phía bên ngoài. Phòng nào cũng đầy đủ cửa sổ, ánh sáng tự nhiên.
Đây, thực tế đây là khu vườn của nhà hàng xóm, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, thuận tiện đi lại. Quý vị đi làm ở Hà Đông cũng được, đi làm ở Quốc Oai, đi làm ở Hoài Đức. Nói chung nếu như mà đường Hà Nội đi làm phạm vi bán kính tầm 12-13 km là bình thường mọi người ạ. Đó. Phòng ốc rất là rộng. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài, sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây. Hệ thống sen cây hiện đại. Bồn cầu liền khối, lavabo, bàn đá. Phòng vệ sinh cũng cửa sổ thông thoáng. Ngoài cửa sổ này chủ nhà vẫn thiết kế thêm một cái quạt hút mùi nữa cho quý vị nhé. Điện, nước xong hết rồi. Về ở được ngay. Nói chung nhà có sao thì em review cho quý vị là y như vậy. Mời mời theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và thưa quý vị, ở trên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là ngôi nhà này có 4 phòng ngủ riêng. 4 phòng ngủ riêng, rộng, thoáng. Phòng nào cũng thiết kế chỉnh chu, đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, xung quanh thì các ổ điện đây quý vị này. Một cái phòng nhỏ nhắn thôi mà có những 4 ổ điện để cho quý vị tiện. Có kê đồ, kê đặt, mọi cái điện đóm đều rất là đầy đủ. Tất cả các cửa sổ đều thiết kế hai lớp, an toàn, thẩm mỹ cho ngôi nhà. Các nhà thiết kế xây dựng riêng biệt, độc lập. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm, diện tích 50 m, sân cổng riêng rất là rộng và thoáng. Đây, phần phòng ở phía bên ngoài. Hướng nhà Tây Bắc nhưng thực tế ở phía trước là có một cái vườn cũng như là một cái cây. Đây mọi người có thể nhìn thấy này, rất là thoáng mát, không bị quá nắng. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ. Đây phần phòng vệ sinh ở tầng 3. Đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị. Gạch ốp lên trên tới gần trần rất là sạch, thoáng, gọi là cửa sổ thông thoáng. Riêng cửa nhà vệ sinh thì thiết kế ở đây là cửa nhôm nghệ Việt Pháp mọi người ạ. Đó, đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng nhé. Vâng, và đây là phần tầng cuối cùng của ngôi nhà. Đây là khu vực để máy giặt quý vị ạ. Đây. Khu vực để máy giặt thoáng. Quý vị nào mà yêu thích trồng cây, trồng hoa, vừa trồng ở phía cái sân ở dưới mà quý vị cũng có thể trồng ở phía bên trên. Nhà bán theo hiện trạng như thực tế như thế này quý vị ạ. Trước và sau sân đều rất là thoáng. Đây. Nhà có biệt thự bên cạnh, có hồ. Ngay cạnh là trường học mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, không gần đình chùa miếu mạo cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Không đường đâm, không thoát hậu, không lỗi phong thủy. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh, nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể sở hữu cho mình một ngôi nhà 50 m xây 4 tầng này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.